Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 361, gắn bó. Chuyện tiếp theo càng là mọi người trở tay không kịp. Quan viên bị bắt thừa nhận hãm hại Hoàng hậu Nương và Nhị Vương Gia. Chuyện bao vây kinh đô thứ hai không phải là do Nhị Vương Gia gây nên, mà là do Ngũ Vương Gia hãm hại. Hoàng thượng phái người tới kinh thành nghe ngóng tình hình quan viên kia báo cáo sai rằng kinh thành rối loạn, hoàng hậu nương nương và nhị vương gia dương cờ mở u phản. Trong cơn nóng giận hoàng thượng hạ lệnh tiến đánh kinh thành. Những quan viên ủng hộ nhị vương gia không muốn chết bởi mưu kế của bọn gian thần như vậy, cực lực phản kháng. Ai biết rằng náo loạn như vậy thì không thể vãn hồi được nữa. Quan viên ở lại kinh thành lúc hoàng thượng tới kinh đô thứ hai cũng đã xác nhận điều này. Nhị vương gia muốn tới kinh đô thứ hai diện thánh, vừa ra khỏi kinh thì suýt chút nữa phải chết quan. Trận đánh này là vì bất đắc dĩ, quân đội dẹp loạn nói muốn công thành, võ tướng trong kinh lại đánh lừa dư luận, cố ý ra khỏi thành nghênh chiến. Thật ra binh lực mà nhị vương gia điều động được trong kinh có hạn. Vừa kịch oanh liệt phản loạn, nhân vật chính trong đó chỉ có hoàng thượng và nhị vương gia, phe ngũ vương gia dẹp loạn trừ bỏ phần từ đối địch lập được công lớn. Lúc này đạo sĩ thượng thanh viện Thành Diễm mà Hoàng thượng tìm kiếm đã lâu cuối cùng cũng tìm thấy. Thành Diễm đã có đáp án cho lời tiên tri về nhị vương gia. Nhưng lại bị ngũ vương gia uy hiểm bắt hắn phải đổi tại cởi tiên tri rằng nhị vương gia mưu phản. Chọn ngũ vương gia kế vị hoàng vị mới là lệnh trời. Thành Diễm không chịu. Nên ngũ vương gia mới quyết định trừ khử. May mắn hắn chạy trốn được. Hai vương gia tranh vị. Dính líu rất rộng sau khi thẩm vấn xong hoàng thượng ra lệnh giết, trong thời gian ngắn lại có vô số rơi đầu. Ngũ vương gia và vương phi bị nhốt, thục phi được ban chết, huệ phi bị tước phong hào xuống làm quý nhân, nhà ngoại của thục phi nương nương bị xét nhà, quốc trưởng bị chém chết ở giữa phú, nữ quyền thì bị giam. Đây chỉ là vòng xét xử thứ nhất, đám người đồng trường mậu vẫn đang bị giam trong thiên lao, tội danh cuối cùng ai cũng không nói chắc chắn được tất cả quan viên có dính líu tới đều nơm nớp lo sợ. Quan viên trong kinh chất rất nhiều, nhất thời trong vô số chức vụ, danh sách quan viên về hưu lúc trước lại được dâng lên, cho dù là tĩnh dưỡng hay đang giữ đạo hiểu, chỉ cần không mắc sai lầm thì lại được bổ nhiệm lần nữa. Lưu Thừa Lệ được thăng làm lại bộ thượng thư, Quảng Bình Hữu Trần Doãn Viễn được phục chức. Vậy mà tin tức này lại chẳng khiến cho phủ Quảng Bình Hầu và phủ Khang quận Vương náo nhiệt hơn trước cổng lớn của phủ khang quận vương vắng vẻ trong tôn thất doanh thảo luận ầm ĩ đều đang đợi tin báo tang từ sau khi nghe tin khang quận vương phi sinh non chảy máu thì họ chẳng thấy tin tức nào truyền ra cả cổng lớn của phủ khang quận vương đóng chặt ngay cả ngụy cũng ở lại trong phủ không dám rời chắc là tình hình của khang quận vương phi vẫn luôn nguy hiểm cứ nghĩ như vậy thì tin bảo tàng cũng chẳng còn xa nữa lầm gì cảm thấy bé con trong bụng ngoan hơn huy ca nàng ở bên chu thập cử bé con cũng lặng in ở bên nàng nếu không phải là huy ca vung tay bắt lấy nàng thì nàng như muốn hóa thành một pho tượng đá người trên giường đã sắp không nhận ra nổi nữa khuôn mặt gầy gò cắm mọc đầy râu nhưng vẫn chẳng che giấu nổi sự anh tuấn của chàng nhưng trông chàng lão luyện hơn nhiều thật giống như lời chàng nói cha nghiêm từ khi chu thập cửu ngất đi nàng vẫn chưa cạo dâu cho chàng chàng muốn biết được dáng vẻ khi để dâu bây giờ có nhiều thời gian nàng bèn thực hiện nguyện vọng giúp chàng tránh để tương lai có gì tiếc nuối thấy dâu dần dài ra chí ít cũng có thể chứng minh rằng chàng vẫn đang ở cạnh nàng cẩn thận suy nghĩ phát hiện còn nhiều chuyện vẫn chưa làm đàn cầm mà chu thập cửu mua nàng để trên giá đỡ chứ chưa từng đàn cùng chàng còn cả ván cờ giang dở kia, mỗi lần nàng mang tới thì đều có người đến quấy giày. Lâm Di cầm khăn cẩn thận lau mặt Chu Thập Cửu, sinh nhật Chu Thập Cửu vẫn chưa đến, nàng vẫn thiếu chàng một bát mì dương xuân. Bình thường chàng thích ăn mì dương xuân nhất, bây giờ lại chẳng động vào. Lâm Di buông khăn xuống, bưng bát mì thơm phức tới trước mặt Chu Thập Cửu, không phải do em tự tay làm, nhưng ăn ngon lắm, có muốn nếm thử không nào? sau khi Trương Phong Tử kiểm tra vết thương của Chu Thập Cửu, nàng mới biết được, trên mũi kiếm thị vệ đi giết nhị vương gia có bôi độc dược, bây giờ máu đã ngừng, nhưng độc dược lại không được lau hết. Vết thương của Chu Thập Cửu sưng lên, người sốt cao, dù có hết sốt, cũng không biết lúc nào mới tỉnh lại. Vẻ mặt Trương Phong Tử mơ hồ, trong lòng nàng đã dự đoán được kết quả xấu nhất. Cứ yên lặng nằm ở đó, rốt cuộc vẫn trèo trống được vài ngày, không phải nàng chưa từng học y cũng không phải không hiểu rõ. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy có thể đánh thức được Chu Thập Cửu, nói những lời chẳng muốn nghe, làm bát mì sợi mà chẳng muốn ăn, cười nói, thêm thịt vào thơm quá. Nghĩ tới đây, Lâm Di Tiền buồn cười, ý cười đượm trong ánh mắt can tới khóe miệng, học dáng vẻ của Chu Thập Cửu, thêm thịt vào thơm quá. Người trên giường vẫn không nhúc nhích như cũ. Một lúc lâu sau, Tiểu Tiêu Thị tiến lên bưng mì sợi trong tay Lâm Di kéo Lâm Di tới giường êm ngồi, cầm lấy bát cháo trong tay cùng mama, thuyết phục Lâm Di, ăn cháo nào, con không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Lâm Di gật đầu, những lời này nàng đã từng khuyên Lâm Sương, cho dù đau khổ nhưng vẫn phải nhớ tới con. Chương 362, gắn bó. Mấy ngày nay nàng giả vờ bình tĩnh, ứng phó những người tới nghe ngóng tin tức, cửa lớn trong phủ đóng chặt ngày thường chỉ cho phép một hạ nhân ra ngoài mua đồ con mới đạo sĩ chùa thanh hoa đến tọa trấn chỉ nói rằng sợ sát khí bên ngoài vào phủ có hại cho nàng và con tiểu tiêu thị đã sớm tới phủ giúp đỡ giúp truyền lại tin tức bên ngoài cho nàng thấy lâm di ăn chốt thức ăn tiểu tiêu thị mới thở dài cũng chẳng biết còn giấu được mấy ngày nếu không phải chuyện phản loạn ầm ĩ khiến cho lòng người bàng hoàng thì chúng ta đã chẳng giấu nổi tấu sở mà chu thập cửu dâng lên trên triều đình đều là do phụ tả trong phủ viết rồi đưa lên trong chuyện này rốt cuộc đã xảy ra những gì tin chắc rằng hoàng thượng đã quá rõ ràng chắc chắn sẽ có biện pháp mà chỉ cần vết thương của quận vương gia có chuyển biển tốt thì bên phía triều đình sẽ dễ dàng nói chuyện vừa nói đến đây linh lung tới báo triệt đại thái thái tới à người mà linh lung nói là tưởng thị hai ngày nay tưởng thị đã tới mấy lần Lâm Di trông chu thập cửu nên chưa gặp. Tiểu tiêu thị thở dài, không bằng để ta ra xem sao, bảo nàng ấy trở về chờ tin. Lâm Di lắc đầu, chu Nguyên Kỳ dẫn người tìm thấy nhị vương gia, lại thấy nhị vương gia đã treo cổ tự tử, nói không chừng tưởng thị có điều gì muốn nói, nàng ấy có thể tin được, chẳng bằng mời vào nói chuyện, bên phía tôn thất doanh còn cần nàng giúp đỡ. Tiểu tiêu thị phân phó nha hoàn treo rèm lên, đóng chặt cửa, chỉ để một mình tưởng thị vào phòng. Tưởng thị gặp được tiểu tiêu thị thì lập tức đỏ mắt, tiến lên hành lễ với tiểu tiêu thị, rồi vội hỏi tình hình của Lâm Di, bây giờ thế nào rồi ạ? À? Có chuyển biến tốt không? Cháu nghe nói quận vương gia cũng ngã bệnh, vậy phải làm sao giờ? Có phải cúc sinh huy ca xong thì để lại bệnh không? Trương ngày nói thế nào ạ? À? Một câu tiểu tiêu thị cũng không đáp, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Tưởng thị chỉ thấy lòng càng ngày càng lạnh. Nếu không được thì phải nói với quận vương gia, đứa bé không giữ được thì vẫn phải giữ mẹ bình an chứ. Đang nói, cùng mama xốp màn lên, linh lung tiến lên đẩy tấm bình phong ra, đi vào trong phòng lại là phòng xếp, hai nha hoàn bên người lâm di canh giữ một trái một phải, nhìn thấy tưởng thị thì cúi người hành xốp tấm màn cuối cùng lên, trong phòng phả ra mùi thuốc gây mùi, tưởng thị nhìn vào trong phòng, lập tức ngây người. Lâm di đang bình an đứng bên giường chờ nàng. Tưởng thị vừa mừng vừa sợ, nhìn thấy sắc mặt chu thập cửu trên giường cực kỳ khó coi, nàng như mất hồn, kinh ngạc đi tới nắm chặt tay lâm di, hít sâu, đây. Đây là chuyện gì vậy? Tiểu tiêu thị không nhịn được mà khóc thút thít, lâm di cũng phải cô nén thì mới không rơi nước mắt, không phải là ta sinh non mà là quận vương gia bị thương. Tưởng thị nhớ tới tấu trương mà khang quận vương dâng lên, vậy. Ta nghe Nguyên Kỳ nói, Khang quận vương còn dâng tấu trương lên, Lâm Di đưa tưởng thị đến ngồi bên cạnh, phân phó nha hoàn buông rèm phòng xếp xuống, là ta bảo phụ tá trong phủ bắt trước nét chữ của quận vương ra. Tưởng thị hít sâu, lỡ như người ngoài biết được, khó khăn lắm chu thập cửu mới bố trí được tình hình ngày hôm nay, nàng không thể để phe tam vương ra phát hiện được. Nếu không thì mọi cố gắng đều chảy xuống biển, không có chứng cứ rõ ràng thì sao hoàng thượng chịu tin tam vương gia giáp tâm hại người nàng chỉ có thể đánh cược một lần. Hoàng thượng sẽ ngầm đồng ý việc này. Tưởng thị nói, đây là tội khi quân, lâm di các đầu, bây giờ quận vương gia vẫn chưa tỉnh lại, không có nghĩa thời điểm viết tấu chương là lúc này. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, mà việc phụ tá viết hộ vốn là việc bình thường. Qua một túc câu tưởng thị mới hoàn hồn, sao quận vương gia tại bị thương? Trương ngự y nói sao? Tưởng thị vừa vội vừa sợ, nguyên kỳ về nhà chẳng chịu nói một câu nào mấy ngày nay chỉ cần nghĩ tới tình hình ở phủ khang quận vương ta đều hãi hùng ăn không ngon ngủ không yên bây giờ thấy như vậy ta càng một khắc cũng không ngồi yên được nói rồi nàng lo lắng nhìn lâm di cô nước mắt chảy xuống nếu ta biết sớm hơn nhất định sẽ tới giúp đỡ tưởng thị rơi nước mắt lâm di cũng chẳng nhịn được nhỏ giọng nghẹn ngào một lúc lâu mới ổn định được nỗi lòng chuyện của nhị vương gia thế nào rồi thập ngũ thúc có nói với cô không tường thị lắc đầu ta nghe nói chàng dẫn người bao vây nhị vương gia nhị vương gia bị ép đến hết cách mới phải đi đến đường cùng cha chồng ta hỏi chàng tình hình ngày đó chàng ấy chỉ nói không ngờ nhị vương gia sẽ làm vậy hoàng thượng vốn đã hạ lệnh sẽ đích thân thẩm vấn nhị vương gia phàm là binh lính dẫn tới đều không được phép động thủ cha chồng ta giận lắm mong Nguyên Kỳ làm việc bộc trục, nếu sớm nói với nhị vương gia tình hình thực tế thì nhị vương gia cũng chẳng treo cổ tự tử. Nguyên Kỳ trăng cãi lại, để cha chồng mắng cả đêm, nói rằng Nguyên Kỳ nợ máu, sớm ngày phải trả cho Hoàng thượng. Tưởng thị nói đến đây, sắc mặt ảm đạm, cha chồng nói. Việc nhị vương gia bị hãm hại đã tra được ra manh mối. Bây giờ Nguyên Kỳ ở lì trong phòng, đến ta cũng chẳng chịu nói chuyện cùng nghe nói sau khi hoàng thượng biết được tình hình thực tế cực kỳ hối hận sai người cha xem nhị vương gia chết thảm thế nào những quan binh bao vây nhị vương gia đều bị triều đình văn hỏi nhất là nguyên kỳ dẫn hộ quân doanh vốn không nên xuất hiện ở ngoại ô kinh thành rốt cuộc nhị vương gia có chết hay không người biết được tình hình thực tế là chu nguyên kỳ lại ngậm miệng không nói chẳng lẽ thật sự xảy ra việc ngoài ý muốn nếu như vậy thì mọi việc bọn họ làm đều chẳng còn ý nghĩa gì. Tưởng thị dùng khăn lau khóe mắt, lúc nhị vương gia mưu phản bọn ta lo lắng theo, bây giờ tội của nhị vương gia đã được minh oan, bọn ta vẫn phải lo lắng, những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc chứ? Sẽ ổn thôi, Lâm Di ngẩng đầu nhìn về phòng xếp, vết thương của quận vương gia sẽ tốt hơn, trong kinh cũng sẽ bình yên. Nàng vẫn luôn tin rằng Chu Thập Cửu có thể tĩnh tải, hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngay trước mặt nàng, Chu Thập Cửu sẽ mở đôi mắt trong veo ra, cười gọi tên nàng. Những chuyện lúc trước nàng chẳng thèm để ý, bây giờ lại trở thành ước vọng xa vời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 363, gắn bó. Mấy hôm nay nàng đã dần hiểu rõ, chỉ cần vượt qua những ngày gian nan, vợ chồng họ sẽ có ngày tương phùng. Cho dù là lúc nào, thì cuối cùng vẫn sẽ như vậy chỉ cần nghĩ vậy nàng sẽ có dũng khí để đối mặt với mọi chuyện lão phu nhân lão phu nhân ngoài cửa truyền đến tiếng gọi vội vã mặt tiểu tiêu thị biển sắc bà vội ra ngoài đón tưởng thị cũng đứng dậy cách tầm màn nhìn ra bên ngoài tiểu tiêu thị chặn ở cửa chu lão phu nhân kiên quyết đã bao nhiêu ngày rồi không cho ta gặp các ngươi muốn để ta sốt ruột đến chết phải không tay lão phu nhân run run nguyên triệt đâu nguyên triệt ở đâu Tiểu tiêu thị vội đáp, xin lão phu nhân thông gia tha thứ. Trương ngự y nói phải để lâm di tĩnh dưỡng. Quận vương gia không yên tâm nên mới ở cùng trong phòng. Đến cả tôi cũng chẳng dám vào. Người nhìn xem trước cửa đều là bùa xin từ chùa Thanh Hoa. Để bảo đảm mẹ con lâm di được bình an. Lão phu nhân nặng nề chống quải trượng xuống đất. Hôm nay ta không thấy lâm di không được. Phu nhân thông gia cũng không cần ngăn cản. Chu lão phu nhân bước về phía trước, tiểu tiêu thị vội cản lại, lại bị thân ma ma kéo lại. Phu nhân thông ra, người để cho lão phu nhân nhà tôi nhìn một cái. Mấy ngày nay lão phu nhân ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng lo cho quận Vương Phi. Sai người tìm quận Vương ra nhưng lại không tìm được, nên bây giờ mới tới đây. Trong lúc thân ma ma, chu lão phu nhân đã vén rèm nhưng bị quất hồng chặn ở ngoài cửa. chu lão phu nhân cười lạnh, các người đang làm phản phải không? bà ta giơ chân muôn đá, quất hồng quỳ xuống ôm chân chu lão phu nhân, lão phu nhân, người hãy nghe theo chương này. Không nên đi vào, giờ đã sắp vào trong phòng, sao chu lão phu nhân chịu tha chứ? Tưởng thị nhíu mày, vội nhìn lâm di, cô vào trong phòng xếp, ta ra toàn lại. Chu thập cửu ở trong phủ nhưng đã mấy ngày không có tin tức gì, Chu lão phu nhân sao lại không nghi ngờ, bên ngoài lại càng muốn chặn, bà ta lại càng muốn vào lâm di đứng dậy đi về phía trước đẩy cửa ra cửa từ từ mở ra lâm di đối mặt với ánh mắt của chu lão phu nhân mọi người ở ngoài cửa đều ngây người chu lão phu nhân kinh ngạc nhìn lâm di hồi lâu vẫn chẳng nói ra lời lâm di hành lễ với chu lão phu nhân cơ thể yếu đuối lung lay như sắp đổ phải để người khác để lấy mới đứng được đã khiến thẩm nương lo lắng cháu đã đỡ hơn nhiều rồi chu lão phu nhân lấy lại tinh thần nhìn Lâm Di bằng ánh mắt hiền lành, quan tâm, tổ tiên phù hộ, chỉ cần mẹ con con bình yên, ta cũng yên lòng. Nói đoạn bà ta hỏi, Nguyên Triệt đâu? mươi 364, hy vọng. Lâm Di phân phó người đóng chặt bình phong ở phòng xếp, nói nhỏ, mấy ngày nay quận vương gia chẳng được mắt, khó khăn thuốc mới có thể ngủ được. Chu lão phu nhân bình tĩnh nhìn về phía Lâm Di, hồi lâu mới thở phào, hai cháu không có việc gì là tốt rồi bà ta về phía tiểu tiêu thị phu nhân thông ra mệt nhọc rồi tiểu tiêu thị nắm chặt khăn tay người nói vậy là khách sáo rồi đều là con cháu nhà mình mà chu lão phu nhân gật đầu để thân ma ma đỡ các cháu nghỉ ngơi cho tốt chờ nguyên triệt đỡ hơn thì ta lại tới đi được hai bước đột nhiên bà ta quay đầu dặn dò lâm đừng xuống giường đi lại giữ thai phải cẩn thận lâm di đáp ứng tiểu tiêu thị cũng thở phào tiễn chu lão phu nhân ra ngoài cửa. Lâm Di trở lại phòng xếp, tường thị vội đi tới đều ở trong một viện, hôm nay bà ta đã yên rồi, nhưng nếu ngày nào bà ta cũng tới thì sao cô có thể chịu nổi. Lâm Di lắc đầu, cùng lắm thì nàng không cho chu lão phu nhân vào trong phòng. Mọi người đều ở cùng nhau, sao có thể che giấu mãi được, cho dù là nhị tiến viện đóng chặt thành cái thùng sắt thì chu lão phu nhân cũng có thể nhìn ra manh mối chu lão phu nhân giống trong khu chiêng đến thăm, nghĩa là đã rõ ràng rồi. Lâm Di nói điều này với tưởng thị, tưởng thị nhíu mày, vậy phải làm sao giờ? Lâm Di đáp, đây là phủ khang quận vương, ta vẫn có thể che giấu thêm vài ngày, nếu quận vương ra tỉnh lại thì chẳng phải bàn, nhưng nếu quận vương ra. Gia... Bây giờ nàng mới biết hỏa ra chuyện sinh tử khó mà mở miệng như vậy. Tưởng thị gật đầu, kéo Lâm Di, nhất định quận vương ra sẽ bình yên vô sự. Lâm Di dùng tay áo cau nước mắt đi, tưởng thị vỗ nhẹ an ủi Lâm Di, nhưng nói đến cuối thì giọng nói cũng nghẹn ngào, tiểu tiêu thị đứng ở bên thở dài, phân phó hạ nhấn buông rèm xuống, rồi cũng tới một bên mùi gạt nước mắt. Thân ma ma cùng chu lão phu nhân trở lại tam tiến viện, vào phòng tiếp nhận chén trà trong tay nha hoàn đưa đến cho chu lão phu nhân, nô tỳ càng nghĩ càng thấy không đúng. Suýt chút nữa thì quận vương phi sinh non, theo lý thì bảo vệ được cả người lớn lẫn đứa trẻ thì là việc vui, sao mắt của mọi người đều đó chứ? Từ trước đến giờ quận Vương Phi đều không tin đạo sĩ, sao lại có thể nghe lời đạo sĩ như này, toàn bộ sự việc đều kỳ quặc. Chu lão phu nhân đặt chén trà xuống, dương mắt nhìn thân ma ma, Lâm Di cho rằng ra gặp ta thì ta sẽ chẳng nghi ngờ nữa, chỉ một câu nguyên triệt ngủ rồi mà đã muốn đuổi ta đi, muốn diễn kịch thì sao cô ta không mời nữ tiên sinh tới thân ma ma cúi đầu, vậy, ngoặc kép chấm. Chu lão phu nhân vừa bệnh dậy vốn chẳng có sức, vậy mà bây giờ lại có tinh thần, mắt sáng lên nhìn thân ma ma, nguyên triệt đã xảy ra chuyện, chuyện lâm di sinh non thực chất là để che giấu cho nguyên triệt. Thân ma ma mở to mắt, sao quận vương phi dám. Chu lão phu nhân cười lạnh, có gì mà cô ta không dám làm. Lừa hết mọi người trong kinh thành, nhưng lại chẳng lừa được ta thân mama không hiểu lắm nếu quận vương ra bệnh thì có thể mời lang trung đến sao phải làm lớn như vậy chứ chu lão phu nhân khép hờ mắt vậy thì phải cẩn thận điều tra xem màn kịch của lâm di bắt đầu diễn lúc nào thì đó là lúc mà nguyên triệt sợ người khác biết được tình hình thực tế hoàng thượng vừa muốn tra rõ án phản loạn vừa phải xử lý chuyện triều chính dần dần cảm thấy sức khỏe của mình không chống đỡ nổi nữa rất nhanh đã ngã bệnh tào triều lại lần nữa phải ngừng lại triều đình như đã đóng chặt miệng chẳng nghe được tin tức gì nữa dù đã được truyền từ lãnh cung về lại cảnh nhân cung nhưng hoàng hậu nương nương vẫn bị cấm túc trong cung chỉ còn đức phi nương nương chăm sóc bên cạnh hoàng thương vừa mất hai đứa con cho dù là ai thì cũng sẽ chịu đà kích nặng may còn có cả nhà tam vương ra tiến cung thăm nom hoàng thượng thấy cháu trai nằm trong ngực nhụ mẫu vung tay nhỏ chậm rãi nở nụ cười đức phi nương nương đứng ở bên nhìn ra đầu mối cười nhìn về phía tam vương phi tam vương gia vội bế con đưa đến trong lòng hoàng thượng hoàng thượng đỡ lấy không dám cử động mạnh bàn tay nhỏ của đứa bé nắm vạt áo của hoàng thượng miệng khẽ nhếch hoàng thượng nhẹ nhàng đung đưa bé thì bé sẽ cười lên chỉ cần nhìn thấy trẻ nhỏ thì không hiểu sao lại mềm lòng hoàng thượng ngẩng đầu nhìn tam vương gia bây giờ con đã làm cha phải khiêm tốn không được ẩu tả nữa tam vương gia vội quỳ xuống nghe dậy hôm nay tấm tình của hoàng thượng rất tốt chẳng có ý muốn dân dậy ai xua tay để tam vương gia đứng dậy giọng khô khốc ca ca và đệ đệ con ầm ý tương tàn con có tham gia vào không tam vương gia vốn đã đứng dậy nghe thấy lời này tại quỳ xuống nhi thần tuyệt đối không dám làm vậy hoàng thượng thở dài đưa đứa bé cho tam vương phi vươn tay về phía tam vương gia Tam Vương gia vội đứng dậy, hầu hạ hoàng thượng dựa gối, "Ta biết mặc dù con rảnh rỗi nên mới làm chuyện hoang đường, nhưng bản tính tương thiện sẽ không làm ra chuyện như vậy." "Tuổi con chẳng còn nhỏ nữa phải kiềm chế lại, đừng cứ ở trong vương phủ cả ngày, Trẫm đã già rồi. Con cũng nên giúp đỡ Trẫm." Hoàng thượng nhắm hờ mắt, trông như đã già thêm nhiều tuổi. Tam Vương gia không dám làm trái ý của hoàng thượng, vội quỳ xuống nói, "Con đã biết." Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 365, Hy vọng. Hoàng thượng phất tay, đi đi, sáng sớm mai đến bao thư phòng, tấu trường đã chất thành núi, lấy mấy quyển cần thương nghị gấp ra. Tam vương gia ngẩng đầu, vẻ mặt kính cần lại nghiêm nghị, chẳng có chút vui vẻ nào. Đợi đến khi Tam vương gia và Tam vương phi rời khỏi, Hoàng thượng mới thở dài một hơi, Đức phi nương nương cầm mỹ nhân quyền đấm chân cho Hoàng thượng. Hoàng thượng lẩm bẩm lão tam thông minh, nhưng lại không chú ý đến chính sự, lúc trước châm chướng mặt nó ở điểm ấy, bây giờ nghĩ lại thì nó còn mạnh hơn so với anh em nó. Ít nhất cũng không mong cha nó chết luôn cho xong. Mặt Đức Phi nương nương biến sắc, bà ta vội nói, Hoàng thượng đừng nghĩ như vậy. Lúc này Hoàng thượng mở to mắt, trong mắt đều là lửa giận, vậy thì chấm phải nghĩ thế nào? Chấm chỉ hận không nhận ra sớm hơn, một khối ngọc bài bị ném xuống đất, tiếng rơi thanh thúy vang lên, lập tức vỡ vụn. Đức Phi nương nương cuốn quýt xoay người nhặt lên, khối ngọc bài này là lúc mừng thọ hoàng thượng. Các hoàng tử đều ở trong cung cùng nhau khắc tặng, mặc dù thô giáp, nhưng hoàng thượng lại cực kỳ thích, mấy năm nay luôn giữ trong tay, bây giờ lại vứt xuống đất, nghĩa là lòng đã lạnh rồi. Ngọc bài bị vỡ thành hai mảnh không thể ghép lại được, cho dù có hối hận thì vẫn phải hiểu đạo lý người chết rồi chẳng thể sống lại nhị vương ra chết vì oan là nỗi đau lớn nhất trong lòng hoàng thượng nếu không vì vậy thì sức khỏe hoàng thượng cũng không sụp đổ đức phi nương nương ngồi bên giường an ủi cơn giận của hoàng thượng hoàng thượng như một đứa trẻ sâu tính phải khéo mới thuận ý ngài mới có thể đạt được sự tin tưởng của ngài ngược lại nếu làm trái ý ngài cho dù vì muốn tốt cho ngài thì ngài cũng sẽ tức giận nhàm chán sớm muộn gì cũng sẽ phát giận giống như hoàng hậu nương nương bây giờ từ trước đến giờ hoàng hậu vẫn luôn nói những lời thật gây mất lòng cuối cùng rơi vào kết cục như ngày hôm nay hoàng thượng ngủ thiếp đi đức phi nương nương nở nụ cười tam vương gia về phủ thay quần áo xong thì đến thẳng thư phòng ở tây viên tử lâm chính thanh và châu đại lão gia đã sớm chờ ở đây tam vương gia vui mừng đưa tay kéo lâm chính thanh chính thanh quả nhiên có kiến thức sâu rộng phụ hoàng thấy đứa bé thì vui mừng bảo ta từ mai đến Nam Thư Phòng xử lý chính vụ. Châu Đại Lão Gia và Lâm Chính Thanh nghe được lời này, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Châu Đại Lão Gia nói, nếu bàn về mưu lược thì ai có so với Chính Thanh chứ? Tam Vương Gia cười nói, từ khi có Chính Thanh giúp đỡ, mọi chuyện đều thuận lợi hơn nhiều. Tầm nhìn của Chính Thanh sâu rộng, chỉ một câu đã nói được điểm chính. Ta cùng người khác phí công giải lời tiên tri, còn chẳng bằng nghe chính thanh bầy mưu tính kế nhiều khi ta cũng hoài nghi có phải chính thanh đoán được chuyện tương lai hay không tam vương gia vừa dứt lời lâm chính thanh lập tức quỳ xuống hành đại lễ vi thần tham kiểm hoàng thượng ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nếu là một câu đoán được tương lai thì tam vương gia nhất định có thể đăng cơ làm vua châu đại lão gia vội quỳ xuống bái lạy tam vương gia vội nói không được nhưng lại chẳng đỡ lâm chính thanh dậy chủ tính đã lâu như vậy cuối cùng cũng được thấy ánh sáng. Bây giờ nhị ca đã chết, ngũ đệ thì bị nhốt, chẳng còn hoàng tử nào trưởng thành có thể thừa kế ngôi vị. Nếu không thì phụ hoàng cũng sẽ không lệnh cho hắn cùng giải quyết việc triều chính. Lâm Chính Thanh và Châu Đại Lão gia đứng dậy, mọi người lần lượt ngồi xuống. Tam Vương gia thở dài, chi tiết là Khang Quận Vương vẫn chưa thượng triều, thiếu người trong hộ quân doanh khiến ta luôn cảm thấy bất an trong lòng. Nhắc đến Khang Quận Vương, Châu Đại Lão Gia khó tránh được lo lắng, đã liên tiếp mấy ngày, đến một tầm mật thư của Khang Quận Vương cũng chẳng có. Vương Gia sai người đi nghe ngóng thì cửa lớn của phủ Khang Quận Vương đóng chặt, có phải thật vì muốn giữ thai cho Khang Quận Vương Phi không? Vừa rồi thần còn bàn bạc với chính thanh, cứ kéo dài như vậy cũng không ổn. bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, một bước cũng không được đi sai, việc cấp bách là phải biết rõ ràng mới có thể làm việc tiếp theo. Tam Vương Gia khẽ chuyển tệp giấy tờ trong tay, nhìn về phía Lâm Chính Thanh. Lâm Chính Thanh nói, sao Tam Vương Gia không để bạt phó tưởng, hồ quận doanh là nơi trọng yếu như vậy, cũng không thể để một minh khang quận vương ôm việc được. Tam Vương gia đã đến dưỡng tâm điện thảo luận việc chính sự, chắc hẳn sẽ thấy được tấu chương liên quan đến việc này. Vương gia chỉ cần đưa cho Hoàng thượng xem, hoặc là tuyên khang quận vương vào yết kiến, hay sai người tạm thời tiếp quản hộ quân doanh cho dù Khang quận vương có chuyện thì cũng không xảy ra sai sót. Như vậy thì có thể sáng tỏ chuyện phủ Khang quận vương đang giữ đường lại cho mình. Tam vương ra cau mày suy nghĩ, Khang quận vương đi theo bản vương đã lâu, bản vương không thể không niệm tình, lại nói việc giết chết nhị vương ra thì hắn là người có công đi đâu, sao ta có thể qua cầu rút ván chứ nếu như vậy sợ rằng sẽ khiến người của ta thất vọng. Châu đại lão gia vội nói, đây chỉ là kể tạm thời chờ khi tam vương gia thuận lợi đăng cơ thì sao có thể thiếu được công lao của khang quận vương nói đoạn giọng ông ta thay đổi vẫn còn có chuyện này quả thật nếu không nói ra thì không thoải mái nổi tam vương gia vốn muốn buông trà lại dùng tay lại châu đại lão gia nhìn về phía lâm chính thanh những chuyện này ngươi là người rõ nhất ngươi nói đi lâm chính thanh suy nghĩ một lúc mới mở miệng nói phủ khang quận vương quá yên tĩnh thần luôn thấy không yên tâm thể là nhớ đến chuyện Khang quận vương giết thành diễm. Lúc ấy Tam vương Gia thương nghị với phụ tá, sợ Chu Nguyên triệt và phủ Quảng Bình hầu có quá nhiều dinh líu, khó tránh khỏi có khuynh hướng đi theo phe hoàng hậu nên cố ý sai Chu Nguyên triệt đi giết thành diễm. Chu Nguyên triệt thuận lợi hoàn thành việc này, nên mới được Tam vương Gia tin tưởng hơn. Tam vương gia không biết trong đó có ẩn tình hay không, yên lặng nghe Lâm Chính Thanh nói thần sợ khang quân vương sẽ có công khác, nên đã mua chuộc đạo sĩ bên cạnh Thành Diễm. Cố ý tiết lộ cho Thành Diễm chuyên khang quân vương muốn giết hắn. Thành Diễm lo sợ, nghĩ trăm phương ngàn kế để áp chế khang quận vương để bảo toàn mạng sống của mình. Khang quận vương sao có thể để người ta áp chế, trong cơn nóng giận mới giết Thành Diễm. Thần muốn mượn việc này, chẳng những mưu đồ cho tương lai của Tam Vương gia còn có thể khiến cho Khang quận vương từ đó một lòng theo Tam vương gia. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ngược lại chẳng thể khẳng định được lòng trung thành của Khang quận vương. Chuyện này hắn chưa nói với ai cả, hắn mua chuộc tiểu đạo sĩ, sai tên tiểu đạo sĩ kia giả thành chân am báo mộng, nói với thành diễm chuyện luân hồi chuyển kiếp, nghịch thiên cải mệnh, cũng nhắc đến Trần Thị. Chu Nguyệt Triệt nghe được những lời này chắc chắn sẽ phân tâm, hoặc là giết thành diễm hoặc là không giết thành diễm mà bất hòa với tam vương gia. Cho dù kết quả thế nào, thì vẫn cực kỳ có lợi với hắn. Tam vương gia bại, hắn còn có thể bám vào trần gia để leo lên, tam vương gia thẳng thì công lao giết thành diễm sẽ rơi vào đầu hắn. Nếu còn có thể khiến cho khang quận vương và phủ Quảng Bình Hầu nảy sinh ngăn cách, thì đó là chuyện trăm lợi không một hài. Tam vương gia đứng lên bước đến bên cửa sổ suy nghĩ, nói như vậy thì điều các ngươi lo lắng không phải là không có lý. Hồi lâu Tam Vương gia mới xoay người, vậy thì theo lời các ngươi mà làm, chuyện của Phủ Khang quận Vương phải nghe ngóng thật cẩn thận. Châu Đại Lão gia và Lâm Chính Thanh đáp ứng lui xuống. Lúc này Tam Vương gia mới cầm chén trà trên bàn lên, từ khi cửa lớn của Phủ Khang quận Vương đóng chặt, hắn đã nổi lòng nghi ngờ, chỉ là những lời như vậy hắn nói ra sẽ không tốt, khó trách khỏi làm loạn lòng quân bây giờ là thời điểm mấu chốt không được có sai lầm gì hôm nay nghe thấy châu đại lão gia và lâm chính thanh nói ra thì chẳng còn gì tốt hơn nếu khang quận vương không hài lòng thì hắn vẫn sẽ dựa vào chàng tùy tiện gán tội cho hai người chu lâm tam vương ra nghĩ đến đây gọi quản sự tới tham thính cẩn thận tình hình của phủ khang quận vương nhất là bên phía nhà cũ của chu gia khang quận vương và thẩm nương của hắn thường có bất hòa không chừng sẽ có tin tức được lộ ra quản sự vừa muốn đi thì tam vương gia lại phân phó còn có cả chu nguyên kỳ và nhánh thứ hai trần gia quản sự vâng lời lùi xuống bố trí trong phòng yên tĩnh tam vương gia nhìn bức tranh cha con trên tường thừa kế nghiệp cha hắn chỉ cách ngại vàng một bước mà thôi lâm di ôm huy ca vào lòng huy ca đứng nhún nhảy trên đùi nàng lâm di dậy bên tại huy ca cha cha Huy ca quay đầu nhìn miệng Lâm Di, dường như đang nghiêm túc học. Mấy ngày nay dù là nhũ mẫu hay là nàng, chỉ cần có thời gian sẽ dạy Huy ca nói. Huy ca nói chuyện không tính là sớm. Trong tôn thất doanh có rất nhiều đứa trẻ độ tuổi này đã có thể nói vài từ rồi. Cố gắng của Lâm Di cuối cùng cũng không phí hoài. Huy ca dường như cũng có ý đó, thỉnh thoảng sẽ mở miệng nói ea, ea, ea. Nghe không giống lắm không biết chu thập cửu có nghe hiểu hay không. Đúng rồi, là cha. Huy ca vỗ tay cười. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.